Cuốn 54 Giải thích Phẩm Thiên Vương thứ 27. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2, Phẩm Đế Thích thứ 25. Kinh: Bấy giờ 3.000 đại thiên thế giới, các trời tứ thiên vương cùng với vô số trong ngàn ước chư thiên đều đến tập hội. 3.000 đại thiên thế giới, các thích đại hoàn nhân và các trời đau lợi, vua trời Tu Dạ Ma và các trời Dạ Ma, vua trời Đâu Xuất Đà và các trời Đâu Xuất Đà, vua trời Tu Niết Mật Đà và các trời Diệu Hóa, vua trời Bà Xá Bạt Đà và các trời Tự Tại Hành, mỗi mỗi cùng vô số trong ngàn ước chư thiên đều đến tập hội. 3.000 đại thiên thế giới, các phạm vương cho đến các trời thủ đà hội, mỗi mỗi cùng vô số trong ngàn ước chư thiên đều đến tập hội. Các trời bốn thiên vương cho đến các trời thủ đà hội, có ánh sáng nơi thân từ nghiệp báo sinh, đối với ánh sáng thường của Phật, trăm phần, ngàn vạn ước phần không kịp một, cho đến không thể lấy toán số thí dụ so sánh được. Ánh sáng của Thế Tôn, tối thắng, tối diệu, tối thượng đệ nhất, ánh sáng do nghiệp báo sinh của chư thiên, ở bên ánh sáng Phật, không thể chiếu, không thể hiện, như tìm đèn cháy so với vàng diêm phủ đàn. Bấy giờ Thích Đề Hoàn Nhân, Đế Thích, Bạch Đại Đức Tu Bồ Đề, 3.000 đại thiên thế giới, các trời bốn thiên vương cho đến trời thủ đà hội, hết thảy hòa hợp muốn nghe Tu Bồ Đề nói nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao nên trụ trong Bát Nhã Ba La Mật? Sao gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Nhã Ba La Mật? Làm sao Bồ Tát Ma Ha Tát nên trụ Bát Nhã Ba La Mật? Tu Bồ Đề nói với trời Thích Đề Hoàn Nhân rằng: Kiều Thi Ca, tuổi này sẽ thừa thuận ý Phật, thừa thuận thần lực Phật, mà vì các Bồ Tát Ma Ha Tát nói Bát Nhã Ba La Mật, như Bồ Tát Ma Ha Tát đã nên trụ trong Bát Nhã Ba La Mật. Kinh Đại Bát Nhã ghi: Như Bồ Tát Ma Ha Tát có thể nơi trong đó nên trụ như vậy, nên học như vậy. Các thiên tử, ai chưa phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, này hãy nên phát tâm. Các thiên tử, nếu vào chánh vị thanh văn, người ấy không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì đã dựng ranh giới cách biệt chướng ngại với sanh tử, người ấy nếu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tôi cũng tùy hỷ. Vì cớ sao? Vì thượng nhân còn nên cầu thượng pháp, tôi chọn không dứt công đức của họ. Kiều Thi Ca, sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, mà niệm sắc vô thường, niệm sắc khổ, niệm sắc không, niệm sắc vô ngã, niệm sắc như bệnh, như thư, như ung, như ghẻ, như mũi tên vào thân, thống não suy hoạn, lo sợ bất an. Vì không có sở đắc, niệm thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Niệm mắt tai mũi lưỡi thần ý, niệm địa chủng thủy hỏa phong không thức chủng, quán nó vô thường cho đến lo sợ bất an, vì cũng không có sở đắc. Quán giác tịch diệt, lìa chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Quán địa chủng cho đến thức chủng tịch diệt, lìa chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, cũng vì không có sở đắc. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, quán vô minh làm duyên các hành, cho đến già chết làm nhân duyên cho nhóm khổ lớn, cũng vì không có sở đắc. Quán vô minh diệt nên các hành diệt, cho đến sinh diệt nên già chết diệt, già chết diệt nên ưu bi sầu não nhóm khổ lớn diệt, vì không có sở đắc. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ưng trí nhất thiết chủng, tu bốn niệm xứ vì không có sở đắc, cho đến tu Phật 10 lực, 18 pháp không chung vì không có sở đắc.